thánh Bánh kính chào quý vị và anh chị em. Theo trang thánh linh.net, cho biết mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam tiến triển hơn nữa trong những ngày tới và có kế hoạch cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tới quốc gia Đông Nam Á này. Đây là tin vui của hàng triệu giáo dân Công giáo Việt Nam trong đầu năm 2024 này. Mong rằng kế hoạch cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng sẽ được chính quyền công bố sớm. Theo trang thánh linh.net, Bộ trưởng Việt Nam ca ngợi Giáo hội Công giáo một bộ trưởng hàng đầu của Việt Nam cho biết mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa trong những ngày tới và có kế hoạch cho chuyến thăm của Đức Giám Hoàng tới quốc gia Đông Nam Á này. Thứ trưởng nội vụ Vũ Chiến Thắng cũng cho biết Việt Nam và Vatican tôn trọng lẫn nhau để hướng tới mối quan hệ hữu nghị. Ông Thắng cho biết những hiệp định song phương mà cả hai bên đã ký kết gần đây đều dựa trên lộ trình và công ước quốc tế trên web đảng cộng sản vn do đảng cộng sản việt nam cầm quyền kiểm soát ngày 6 tháng 3 đưa tin sự tan banh trong quan hệ đã giúp vatican bổ nhiệm đức tổng giám mục maris làm đại diện giáo hoàng thường trú đầu tiên tại việt nam vào tháng 12 năm ngoái chính phủ vui mừng đón tiếp đức thánh cha francisco ông thắng cho biết trong bối cảnh những phương tiện truyền thông đưa tin về chuyến thăm có thể của Đức Thánh Cha tới Việt Nam trong năm nay ông nói đức giáo hoàng coi cuộc đối thoại giữa tòa thánh và việt nam là một mô hình của sự tin tưởng lẫn nhau ông thắng nguyên trưởng ban tôn giáo chính phủ cho biết mối quan hệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giáo hội địa phương hội nhập với giáo hội hoàng vũ ông lưu ý mối quan hệ giữa hai bên đang phát triển tốt đẹp việt nam là quốc gia cộng sản duy nhất mà tòa thánh có đại diện giáo hoàng thường trú các quốc gia á châu cộng sản khác trung quốc lào và bắc triều tiên không có đặc phái viên của giáo hoàng. Bộ trưởng cho biết thêm, chính phủ sẽ bảo đảm quyền thực hành tôn giáo của người dân. Ông Thắng cho biết mối quan hệ song phương của Việt Nam với Vatican hứa hẹn không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ông Thắng khen ngợi 7 triệu người công giáo trong nước về những đóng góp tích cực của họ trong việc cải thiện quan hệ với Vatican. Gần đây, ngày 18 tháng 1 năm 2024, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gặp giáo hoàng francisco quốc vụ khanh tòa thánh bộ trưởng ngoại giao tòa thánh và trực tiếp gặp gỡ bộ trưởng bộ tu sĩ tổng thư ký bộ truyền giáo thông tin về tình hình và sự quan tâm của việt nam đối với công giáo giáo hoàng francisco và quốc vụ khanh bộ ngoại giao tòa thánh và các thánh bộ đều đánh giá cao đường lối thiện chí của lãnh đạo việt nam trong việc mời giáo hoàng sang thăm việt nam và chính sách quan tâm tạo điều kiện của chính phủ việt nam đối với công giáo Giáo hoàng Francisco rất trân trọng đoàn Việt Nam, vui mừng khi nhận được lời mời của lãnh đạo Việt Nam. Giáo hoàng sắp xếp đến thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể. Giáo hoàng coi việc đối thoại giữa Tòa Thánh và Việt Nam là hình mẫu của sự tin tưởng lẫn nhau. Bên cạnh đó, Tòa Thánh Vatican đánh giá Việt Nam thực sự là một quốc gia quan trọng ở châu Á. Tòa Việt Nam là một quốc gia thân thiện. Tòa Thánh cho rằng cuộc gặp giữa giáo hoàng và phái đoàn đại diện đảng Cộng sản Việt Nam là một cuộc gặp gỡ tích cực. Tòa thánh cũng đánh giá rất cao chính sách tự do tôn giáo và sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo. Ngày 31 tháng 1 năm 2024 vừa qua, sau khi nhận chức đại diện thường trú, Tổng giám mục Marz Seliki đã chào thăm Bộ Nội vụ. Tại cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã khẳng định Việt Nam và Vatican trân trọng và phát huy những tương đồng để cùng hướng tới một mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị mối quan hệ ấy được thực hiện có lộ trình phù hợp đồng thời phù hợp với quy định pháp luật việt nam và các công ước quốc tế mà việt nam ký kết tham gia cũng như tình hình thực tế quan hệ hai bên thể hiện chính sách nhất quán của nhà nước việt nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo trong đó có công giáo góp phần mở ra cơ hội thuận lợi cho giáo hội công giáo việt nam trong hội nhập sâu rộng với công giáo thế giới mối quan hệ giữa việt nam tòa thánh vatican ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và phát triển tốt đẹp